Đại lễ Phật đản được Liên Hợp Quốc xác lập là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới vì hòa bình. Trong thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã khẳng định, ngày lễ Phật đản là cơ hội vô giá để tất cả chúng ta suy nghiệm lại những lời dạy của Đức Phật trong việc giúp cộng đồng thế giới giải quyết những thách thức khẩn cấp. Tổng thư ký Antonio Guterres nêu rõ, thông điệp của Đức Phật về phi bạo lực và phục vụ chúng sinh trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tuyên đọc thông điệp của Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng. Thông điệp bày tỏ, mùa Phật đản năm nay trở về trong không khí hân hoan sau 2 năm dịch COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau. Ngay lúc này, người con Phật càng phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc. Mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển, nỗ lực không ngừng làm cho đạo Phật xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Năm nay, tăng ni Phật tử Việt Nam đón mừng đại lễ Phật đản trong không khí đồng bào cả nước đang hướng tới kỷ niệm lần thứ 132 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, và tăng ni tín đồ Phật tử đang hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 diễn ra vào tháng 11 năm 2022. Trước những cái biến cố của dịch bệnh và những cái khó khăn của thiên tai dịch bệnh mà chúng ta phải đối diện, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn luôn kêu gọi tăng ni Phật tử thực hành cái hạnh bố thí, chia sẻ cái tình thương yêu, và luôn luôn có mặt rất là kịp thời trong thời kỳ dịch bệnh, không chỉ thực hiện nghiêm các cái quy định của chính phủ về phòng chống dịch bệnh, mà tăng ni còn tình nguyện xung phong vào trong các bệnh viện dã chiến, bệnh viện thu dung, đồng thời là các chùa đều cử hành các nghi lễ cầu an và đặc biệt là cầu siêu tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong dịch bệnh COVID-19 vừa qua, để mà chúng ta xoa dịu nỗi đau cho các gia đình và xoa dịu nỗi đau cho xã hội. Cuối buổi lễ, các chư tôn, đức lãnh đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trang nghiêm cử hành nghi lễ dâng hương, tụng kinh chuyển pháp luân và nghi thức tắm Phật truyền thống. Không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo sâu sắc, đại lễ Phật đản còn truyền tải những giá trị đạo đức nhân bản của đạo Phật. Thực hành nghi lễ tắm Phật chính là cơ hội để mỗi người tự quán chiếu nội tâm, để gột rửa những tham lam, sân hận, si mê, mà quay về với nếp sống chính niệm, quay về Phật tính trong mỗi người.